Đấy, với lần ra sân chơi ngày hôm nay thì cả Liverpool cùng với các thủ Arsenal đều đang được đánh giá hết sức cao bằng với nhau. Trước sự chân chất của các đội Arsenal thì đó là tay sau đó kích cầu với trọng tài trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Vừa đang có được xây sở vừa rồi đó là đó, Liverpool cũng đã rất tự tin nói rằng ngày hôm nay Liverpool sẽ có một chiến thắng trước các thủ Arsenal. Cầu vào một tình huống hết sức nguy hiểm dành cho các thủ áo đỏ. Đó là những quyết định từ trọng tài đang bắt chiến trận đấu. Người đang điều khiển bóng ở nhịp này, những tình huống bóng chết vì vậy mà không phải là bàn thắng dành cho câu lạc bộ Liverpool. Tại sao đến từ các thủ áo đỏ đang là bên lắm. Một cú hồi mở bóng vào đến từ bên lắm. Và giờ là nguy hiểm với những pha bóng như là vừa rồi. Còn đó là cơ hội không vào. Và đó là chiếc điểm đến từ cao thủ Arsenal. Một cơ hội mở ra dành cho Quang Khang. Vẫn là cơ hội thì không quá khó đối với thủ thành của một đường vào bóng dài nữa. Đó đã có vùng việc chạm đến từ phía thủ thành của câu lạc bộ Arsenal và thắng đến với Liverpool. Cũng treo bóng thẳng đến từ Hood và dẹp chặt thứ hai ngay lúc này là chấm đã cho bóng bên phía đá bóng áo vàng có một tình huống kết thúc đây. Thủ môn cũng đã là quyết đấu cuối cùng của hiệp một. Nếu vậy thì đã có một pha chạm bóng để rút ngắn tỷ số dành cho các thủ Arsenal. Sau tình huống vừa rồi thì cũng đã là chúng ta cùng nhìn lại tình huống vừa rồi thì tạm thời tỷ số trận đấu đang là 2-1 nghiêng về phía đội bóng chủ nhà, đó là các thủ Liverpool. Họ đang là những người dẫn trước với một bàn thắng. Chỉ có ngồi lên bóng dành cho các thủ áo đỏ. Bùng pha kết thúc rất đẹp mắt của câu lạc bộ Liverpool trong trận thi đấu ngày hôm nay của số 19 về phía câu lạc bộ Liverpool. Tỷ số đã là 3-1 truyền đến từ các thủ áo đỏ. Áo sắc đã có cơ hội dành cho các thủ Arsenal, đó là Tấn Lộc. Tấn Lộc cũng chính là người đá bàn đẹp. Đây là một cơ hội lên bóng dành cho các thủ Liverpool. Và chuyện đã khá nhanh với pha kết thúc đến. Vậy thì đã có 3 thắng để rút ngắn tỷ số dành cho các thủ Arsenal. Và mở bóng đến từ vị trí của Quang Khang và đã có nhịp chạm từ thủ thành của câu lạc bộ Liverpool vẫn đang thể hiện một trận đấu khá hấp dẫn gửi đến với chúng ta. Đây là cơ hội áp sát. Công phá khó. Thủ thành của đây là cơ hội quay trở về cùng với các thủ Liverpool. Đó là cơ hội dành cho các thủ Liverpool. Không được ẩu. Vẫn lắm. 2-1 dành cho Liverpool. Không ẩu. Quả đáng tiếc, đó là một cú đá phạt rất rõ ràng dành cho các thủ Liverpool. Những quả đá của bên lại.